Thưa quý vị, sau Đại hội 3 của Đảng, nhân dân ta, Tổ quốc ta đã trải qua những thử thách cực kỳ cam go. Chúng ta vừa chống lại cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất, tàn bạo chưa từng có của đế quốc Mỹ, cùng bè lũ tay sai, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc trong hoàn cảnh quốc tế vô cùng phức tạp. Đảng ta đứng ở trung tâm, lãnh đạo và tổ chức cuộc chiến đấu cực kỳ vĩ đại đó. Đảng đã phát triển và cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội lần thứ 3, giải đáp kịp thời những yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn chiến đấu và xây dựng Tổ quốc, đưa miền Bắc trở thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng Việt Nam trong cả nước, với lực lượng kinh tế và quốc phòng lớn mạnh. Trong tiểu mục Những chặng đường vẻ vang của Đảng ngày hôm nay, mời các đồng chí quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 7 với tựa đề Nền tảng cho những thắng lợi mới. Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa do Đại hội 3 đề ra được cụ thể hóa trong Hội nghị Trung ương 7 khóa 3 tháng 6 năm 1962. Năm 1963, để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Bộ Chính trị đề ra 3 cuộc vận động lớn: cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật trong nông nghiệp, cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, gọi tắt là cuộc vận động ba xây, ba chống, và cuộc vận động xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa miền núi. Toàn miền Bắc, từ năm 1961 đến năm 1965, 100 cơ sở sản xuất mới được xây dựng, công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp nhẹ cùng với tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân. Trong nông nghiệp, sau khi đưa đại bộ phận nông dân vào các hợp tác xã, từ năm 1961, các địa phương thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao. Nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hệ thống thủy nông phát triển, nhiều công trình mới được xây dựng, tiêu biểu như công trình Bắc Hưng Hải, nhiều hợp tác xã đạt và vượt năng suất 8 tấn thóc trên 1 hectare gieo trồng. Thương nghiệp quốc doanh được nhà nước ưu tiên phát triển nên đã chiếm lĩnh được thị trường, góp phần vào phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, liên huyện, đường sông, đường hàng không củng cố. Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển. Năm học 1964-1965, miền Bắc có hơn 9.000 trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 với tổng số trên 2,6 triệu học sinh. Hệ đại học và trung cấp chuyên nghiệp có 18 trường học, tăng gấp 2 lần so với năm 1960-1961. Hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe được đầu tư phát triển, khoảng 6.000 cơ sở y tế được xây dựng. Trong 5 năm 1961-1965, miền Bắc đã chi viện cho tiền tuyến miền Nam một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, thuốc men. Nhiều cán bộ chiến sĩ trong các lĩnh vực quân sự, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế được huấn luyện và đưa vào Nam tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng. Với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, các phong trào cách mạng miền Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ. Qua mỗi kỳ đại hội là thêm một lần đánh dấu sự trưởng thành của Đảng với những bước tiến mới trong lãnh đạo đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Đại hội đã vạch ra cho toàn Đảng, toàn dân ta đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân trong cả nước, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, đồng thời đề ra những phương hướng cơ bản về xây dựng Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cho phù hợp với yêu cầu mới của cách mạng. Đó là nền tảng, là động lực và là nguyên nhân sâu xa lập nên một mốc son chói lọi nữa trong lịch sử dân tộc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.